Hello mọi người, là mình đây. Hôm nay mình vẫn tiếp tục công việc như mọi ngày, là mình làm tích kiệm game Farmme nha mọi người. Ok, thì ạc này mình vừa đi xét nhiệm vụ rồi, giờ mình sẽ tưới nước nha mọi người. Sẽ tưới nước 40 lần và nhặt 20 nấm nha mọi người. Đại giao ha. Rồi mình tiếp tục tưới nước thôi nào. Nhặt 20 nấm nhé.
lắm nhá. Nhập 25
bắn pháo đấy mình gieo nha mọi người. Thank you.
và khác nào mọi người. Thank you.
Thank you.
Thank you.
biết cái kiểu làm sao để win nhưng mà kiểu chơi không hay, không chơi không hay á.
hồi vô họ thu giùm cho rồi còn kêu họ phá. Họ thu ngạc, họ thấy ở dưới chưa, họ xuống dưới họ làm cho rồi bây giờ kêu không giúp nữa. Giúp xong rồi còn mà còn cần nay rồi cứ nay một giờ ra đi mình xong xong để đó. Làm con xong để đó lọc làm cho gì ba cái xong lọc làm một giờ lại tới 6 giờ lấy 5 cái video. Có thể nha mừng các bạn ơi. Sáu trăm viên đá. Đá nào cũng có đá. Đá là cái này của lòng bạn. Vô cái là cái này đã của bạn. Let's go.
Đối xử gì mà tệ mày. Này vô tao kêu im. Tôi kêu mày nín. Johnson á. Mình chỉ có 1.5 tiếng, tiếng hai mấy. Bên kia rồi.
nấm đã nhanh mà. Mạnh dạng lên. Thank you.
thường mà khăng khăng mà lan hết ra rồi. Học nó đang nói gì đó anh em, nói nó cùng với tiếng gì đó.
ơi. Xin cái gì? Tóc màu xinh. Đập 55 đá hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Tớp liền đó. Ok, một đá nữa là mình hoàn thành nhiệm vụ này nha mọi người. Thì video của mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người vào một cái video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.